Tôi đã nói rồi, thà vợ chồng mình chịu khổ chịu đói, bán con chi để bây giờ nó khổ như vậy đó. Bà này thiệt tình, tôi có ép con hồi nào đâu mà bà trách tôi. Nhưng mà nếu ông không đồng ý thì làm sao nó dám hy sinh như vậy? Tôi... Thôi mà mẹ, mẹ đừng trách cha nữa, tất cả là do con mà. Công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, có chết con cũng không sao đền đáp nổi. Với lại bây giờ nếu như con không chịu về làm dâu nhà người ta, rồi nhà mình kiếm đâu ra tiền để chuộc lại nhà cửa ruộng vườn mà ông bà tổ tiên đã để lại? Cha mẹ đã vì con mà cầm hết tất cả để lo chữa bệnh cho con. Bây giờ con hết bệnh thì của cải nhà mình cũng hết theo, làm sao mà con chịu được chứ? Tôi nghĩ cũng lạ bà, cưới vợ về cho con trai mà không cho tụi nó ăn ở với nhau, rồi sanh con đẻ cái nối dõi trong đường là sao không biết nữa. Thiệt kỳ cục. Mẹ ông ơi, sao tôi lo quá à? Hay là ông Phú Hữu đang có âm mưu chuyện gì đen tối mới có hành động lạ lùng như vậy đó? Hay là ông sợ cái bệnh tâm thần của con trai ông sẽ di truyền đến con cái đời sau, cho nên ông không cho tụi nó có con chứ gì? Nếu vậy á thì đi cưới con gái mình về làm gì? Thì gái lớn lên thì phải có chồng, mà trai lớn lên thì phải có vợ, để cho thiên hạ khỏi đàm tiếu. Bởi vậy đó, bởi vậy chỉ có con gái tôi là khổ thôi, có chồng mà cũng như không à. Dạ con thưa cha mẹ, con nghĩ là cha chồng của con làm như vậy cũng phải, mà bản thân con cũng muốn như vậy nữa. Thôi thì cha mẹ cứ nghĩ là con đi làm con nuôi cho nhà ông Phú Hữu, vừa được sống sung sướng tấm thân mà lại có thể chuộc được nhà cửa ruộng vườn cho nhà mình, như vậy đã là phước lắm rồi. Mà con à, con có tìm hiểu tại sao đêm nào cha con cũng vác cuốc đi suốt đêm là sao không con? Đúng rồi ông, tôi nghi là họ có âm mưu gì á. Dạ, chuyện này con cũng có hỏi một lần rồi, nhưng mà cha chồng con chỉ nói rằng là chuyện ở trong nhà không phải bất cứ chuyện gì con cũng cần phải biết, mà con chỉ cần chăm sóc chồng thật là chu đáo, như vậy là được rồi. À, cha ơi, có một điều này lạ lắm ạ. Đó là ngày nào cũng vậy, cha chồng con cứ bắt con phải lặp đi lặp lại chỉ có một câu thôi. Đó là chăm sóc chồng thật chu đáo, mà còn nói không được sai một từ nào cả. Lại có chuyện đó nữa à? Vậy là nghĩa là sao? Tôi thấy có điều gì đó khả nghi lắm. Khả nghi? Khả nghi cái gì? Trời ơi, nói lẹ đi, tôi lo quá à. Như bà nói lúc nãy, có lẽ là ông ta âm mưu một việc gì đó có vẻ không minh bạch. Như vậy rồi sao? Có ảnh hưởng gì tới con gái của mình không? Trời ơi, làm sao tôi biết được bây giờ? Trời ơi. Thôi cha mẹ, cha mẹ cứ yên tâm đi, con thấy chuyện này chắc cũng bình thường thôi mà. Trời ơi, chuyện như vậy mà con nói bình thường sao? Bà nghe tôi nè, bà đi lấy cho tôi một gói hạt đậu xanh. Chi vậy? Bà cứ đi lấy đi, rồi ra tôi sẽ giải thích cho bà nghe. Đây, đậu xanh đây. Ờ. Nè con, con mang bịch đậu xanh này về và nhớ lời cha dặn. Khi nào cha chồng con dẫn con đi đâu thì con tìm cách rải hạt đậu xanh này trên đường đi. Lỡ con có bị gì
thì cha biết đường đi tìm con. Nhớ không? Dạ. Ờ. Anh à, ngoan ngồi yên. Em tắm lẹ lẹ, anh còn vô ăn cơm nữa. Nha. Dạ, kính chào ông. Mời ông vô. Dạ mời. Những gì tôi dặn, ông đã làm xong chưa? Dạ, không sai một chi tiết nào thưa ông. Được rồi. Như vậy thì chúng ta chỉ còn lựa ngày giờ tốt để thực hiện. Dạ. Tôi đã nghiên cứu rất kỹ rồi. Ông cứ căn cứ vào tờ giấy này. Trong đó tôi đã ghi tất cả những gì cần thiết. Ông cứ theo đó mà làm. Phải thật chính xác, không được bỏ qua một chi tiết nào. Còn đây, đây là viên linh đơn thần dược. Khi ngậm trong miệng, có thể kéo dài sự sống tới 30 ngày mà không cần phải ăn uống gì cả. Dạ, xin đa tạ ông. Dạ, còn đây là tiền thù lao, xin ông nhận cho. Dạ, thôi được. Cảm ơn. Thôi, công việc xong rồi, tôi xin kiếu. Dạ, cảm ơn ông. Đi, qua đi. Cha. Im, nằm đó. Dạ thưa cha, chồng con chưa ăn cơm mà. Con nhắc lại lời giáo huấn của cha coi. Dạ, chăm sóc chồng thật chu đáo. Nhưng hôm nay thì không, vì nó cãi lại lệnh của cha. Dạ thưa cha. Dạ thưa cha, chồng con chỉ hành động theo bản năng thôi mà, chứ anh ấy có biết gì đâu à. Thôi được, ráng giữ gìn cho cha 3 ngày nữa thôi, rồi các con sẽ được tự do. Lo cơm nước cho nó đi. Dạ. Nín đi con, đồ chơi con nè. Biết rồi, mẹ biết rồi. Thương, ẵm nè, ngoan, ngoan nha. Ẵm em nha.
ảnh à. Cục cưng của cha, cục cưng của cha. Sao cha về thăm mà khóc vậy con? Nín. Cục cưng của cha. Ta về thăm con với nàng mà nàng không mừng sao? Không biết em phải chịu đựng cái cảnh này tới bao giờ nữa. Chẳng qua là ta còn một vài việc cần phải làm nên chưa thể đưa con về được. Nhưng mà nàng yên tâm đi, độ 10 bữa nữa ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Hay là ông cho em về với con đi. Con nó còn nhỏ quá, nó cần có em bên cạnh. Nàng quên thỏa thuận giữa ta với nàng rồi sao? Ta cần con, còn nàng thì cần tiền. Khi ta đem con đi, mọi quan hệ phải chấm dứt. Nhưng mà ông ơi, dù sao em cũng là mẹ của nó mà. Xa nó, làm sao em chịu nổi? Hay là thỉnh thoảng ông cho em gặp nó một lần đi không? Nếu là không thể xa con của nàng được thì hãy giữ nó đi, rồi về sống với người cha bệnh hoạn của nàng. Cả ba ôm nhau cặp đất mà sống. Ông ơi, ông ơi, ông ơi. Nàng biết ta có thể có hàng chục đứa con với những người đàn bà khác. Ông ơi, ông ơi, em xin ông, em lại ông mà. Ông đừng bỏ con. Em hứa, em sẽ giữ đúng cam kết. Em lại ông. Ông ơi, ông đừng bỏ con, ông ơi.
Chết rồi, cha lại quên khóa cửa phòng rồi. Thôi con ở đây chờ cha một chút, rồi cha sẽ quay lại liền. Nè, con ở đây một mình không được đâu. Thôi theo cha đi về vậy. Ráng đi, sắp về tới nơi rồi. Ở đây chờ cha. Thank you.
Như ông kể, ta tin là ông ta đang dùng con dâu của mình để làm thần giữ của cho ông ta. Thần giữ của? Nghĩa là sao vậy? Nếu dùng một cô gái đồng trinh cho ngậm Linh Đơn chôn theo tài sản của mình, sau 30 ngày Linh Đơn hết hiệu nghiệm, cô gái sẽ chết và trở thành thần giữ của. Nếu muốn lấy được khối tài sản đó, phải đọc đúng câu thần chú mà trước khi chôn cô gái phải học thuộc nằm lòng. Như vậy là đúng rồi. Ngày nào ổng cũng bắt con gái của tôi lặp đi lặp lại cái câu chăm sóc chồng thật chu đáo. Vậy thì ông hãy nhanh chóng quay về rồi tìm cách mà cứu con gái của mình đi, không thì muộn đó. Để tôi đi nghe. Mẹ đi. Ăn hết đi. Nào, còn có một miếng nữa thôi, ăn lẹ ha. Há miệng ra. Ồ, giỏi lắm, giỏi lắm. Tất việc đầu tiên, con có biết tại sao cha làm cái hộp bí mật này không? Để cất những thứ mà lẽ ra con phải được hưởng. Nhưng rất tiếc, ông trời đã ở bất công với con. Cha đã tự nhủ với lòng là sẽ yêu con hết mực, sẽ làm hết tất cả vì con. Cha sẽ cho con những gì mà cha có, để cho con có một cuộc sống cả đời. Nhưng thật là bất hạnh, mẹ con vì quá đau khổ mà qua đời khi con chưa đầy một tuổi. Cha ở dậy nuôi con như những gì cha đã tự nhủ với lòng. Cha đã làm tất cả những gì có thể làm, và bằng mọi cách cha muốn kiếm cho thật nhiều tiền để bù đắp lại nỗi bất hạnh mà con phải chịu. Và cha đã làm được điều đó. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã thay đổi rồi. Đến cái lúc gần đất xa trời, cha mới chợt nghĩ ra rằng gia sản của ta sẽ đi về đâu khi cha mất, và những gì cha và con đã làm là để trả lời câu hỏi đó. Con hãy thứ lỗi cho cha nhé. Ông ơi, trời ơi, đi chậm chậm giùm tôi cái coi,
Đi vậy sao tôi theo nổi? Đi chậm làm sao tới được? Còn hơn là té người dọc đường rồi khỏi tới luôn đó. Thiệt là khổ hết sức. Tôi biểu ở nhà để tôi đi một mình được rồi mà không chịu. Đi chi cho khổ không biết nữa. Đi rồi hư bột hư đường hết trơn bây giờ. Ông nói vậy mà nghe được hả? Sinh mạng của con mình mà ông biểu tôi ở nhà sao được? Dù có chết đó tôi cũng đi cứu nó. Bà muốn cứu đi lẹ lên. Liệu có kịp cứu được con mình không ông? Đi lẹ thì mai ra kịp. Từ đây tới đó còn bao xa nữa? Nếu không nghỉ đêm thì còn khoảng 10 ngày nữa. 10 ngày nữa hả? Ừ. Sao lâu dữ vậy? Trời ơi, từ sơn thượng tới sơn hạ phải qua 70 dặm đường dài, rồi còn phải qua 5 con suối nữa, chứ gần gũi gì đâu. Trời ơi, vậy có cách nào đi nhanh hơn không? Còn một cách. Cách gì? Ông làm được không? Bà im lặng sẽ đi nhanh thôi. Ông thiệt tình. Con mời cha uống nước. Khoan đã. Dạ. Con vô tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ đồ này vào, rồi đi theo cha. Mình đi đâu vậy cha? Con không cần biết, cha biểu thì cứ làm. Nhanh đi. Dạ. Dạ thưa cha, chồng con có đi chung không ạ? Để con biết chuẩn bị đồ. Đêm nay thì không. Để anh ở nhà một mình như vậy, rồi lỡ có bề gì sao cha? Con yên tâm đi, ta về liền thôi mà. Nhanh đi con. Dạ. Nhất thiết phải đi đêm nay không cha? Hay là để bữa khác thì cũng được? Không được. Vậy con xin cha hãy cho chồng con đi theo cùng. Có như vậy con mới yên tâm được. Đã nói không được là không được.
Cha ơi, mình tới đây làm gì vậy cha? Cha, mình tới đây làm chi vậy cha? Thank you.
Trời ơi, khổ chưa? Tôi đã nói rồi, đi ở nhà đi mà không chịu. Ngồi đỡ xuống đây đi. Có sao không? Không sao hết á, nghỉ chút là hết liền à. Bà khỏe chưa? Được rồi, nghỉ chút là hết liền à ông ơi. Bà uống miếng nước đi cho khỏe. Uống đi, cái rồi bà ngủ một giấc đó, sáng mai đi tiếp. Thấy không, đuổi lỡ không kịp thì sao? Kịp mà lỡ ông thực hiện xong ý đồ của ông rồi thì mình ra cái chỗ chôn nó, mình tìm, mình cứu nó. Làm sao mà tìm được? Bà không nhớ à? Tôi với bà giao cho nó một bình đậu xanh. Tôi tin rằng nó sẽ làm đúng ý đồ tôi với bà đã dặn nó. Tôi nói bà nghe, những hạt đậu xanh đó 10 ngày sau sẽ nảy mầm. Mình cứ lần theo đó mà tìm tới nơi để cứu nó. Mà liệu con mình nó còn sống nổi không đó? Chắc chắn là ông ta sẽ cho nó ngậm linh đơn, cầm cự tới 30 ngày sau lận. Bà yên tâm, ngủ giấc đi. Ông nói vậy tôi cũng yên tâm rồi. Thôi ông cũng ngủ một chút đi. Bà yên tâm rồi phải không? Ừ. Nè, cối đầu xuống. Thôi, đây. Được rồi, để tôi, ông Long ngủ rồi, đi. Rồi, bà nằm ngủ giấc đi. Ha. Tôi cũng ngủ đây. Ê. Đây là số vàng ta trả cho nàng theo thỏa thuận. Và từ hôm nay chấm dứt mọi sự quan hệ. Nàng hiểu chưa? Sợi dây này là vật bất ly thân của con. Trong đó có tấm bản đồ chỉ nơi chôn giấu của cải cha để lại cho con, và câu thần chú chăm sóc chồng thật chu đáo mà con sẽ sử dụng sau này. Bằng mọi cách cha sẽ bảo bọc và nuôi con cho đến ngày trưởng thành. Dù cha có chết đi trước khi con khôn lớn, con hãy tha lỗi cho cha, vì cha đã bắt con phải rời xa mẹ.
Bởi vì mẹ của con thì còn quá trẻ, mà cha thì đã gần đất xa trời, cho nên cha không muốn cho mẹ con biết những gì cha để lại cho con. Vì vậy mà cha không thể đem mẹ con về làm vợ. Nếu mẹ con tái giá khi cha chết thì của cải này sẽ lọt vào tay người khác, con có biết không? Anh của con thì bệnh hoạn, không thể giữ gìn tài sản đó được. Cha đặt tất cả niềm tin vào con, chỉ một mình con thôi, chỉ một mình con thôi. Dạ chào, dạ, anh chào, dạ, chào chị Xui. Dạ. Dạ mời anh chị Xui vô nhà. Dạ dạ. Vô bà. Dạ mời anh chị Xui ngồi. Dạ, dạ được. Dạ. Dạ, mời anh chị dùng nước. Dạ. Dạ. Uống đi bà. Thôi. Dạ, đường xa nó cũng xa xôi. Anh chị lên tới đây chắc cũng mệt lắm ha. Dạ, mệt thì có mệt, nhưng mà cũng không sao. Dạ. Con ngoan nó có nhà không vậy anh? Tôi nhớ nó quá à. Ủa, vợ thằng Thành tháng rồi có về thăm anh chị mà. Dạ. 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 Cái chánh á là vợ chồng tôi đến thăm anh Xui. Dạ. Sau đó là đến thăm Thành, chứ đâu có thăm nó. Bà nói là nói vậy đó. Dạ. Dạ. Dạ, vợ thằng Thành á đã lên kinh thành lấy hàng cho tôi. Dạ. Phải một tháng nữa nó mới về tới. Một tháng lận? Sao lâu quá vậy anh? Dạ, đường lên kinh thành xa lắm chứ chị. Nếu mà đi đường bộ phải nửa năm mới tới. Cho nên tôi cho con nó đi đường biển. Chắc một tháng là tới rồi. Nhưng mà liệu đi đường biển như vậy có nguy hiểm không anh? Dạ. Dạ, nếu không gặp bão thì nó còn an toàn hơn là đi đường bộ nữa. Dạ. Dạ rồi chồng nó có nhà không anh? Dạ không có vợ ở nhà, nó buồn, nó ngồi ru rú ở trong phòng á. Thôi để tôi kêu nó ra nó chào anh chị. Dạ. Thành đó Thành, ra chào cha mẹ vợ nè con. Thành, con làm gì vậy? Ra chào cha mẹ vợ con đi. Con à, con nhớ cha không? Con nhớ không? Tội nghiệp quá. Rồi vợ nó đi như vậy, ai chăm sóc cho nó vậy anh Xui? Thì tôi chứ ai vô đây chị. Cha thương con mà làm cái gì không được. Ủa, tiếng con nít của ai khóc vậy? Nghe anh dưới trong nhà này nè. Dạ, bị vợ chồng nó không có con được, cho nên tôi mới xin cho hai đứa nó một đứa con nuôi. Ta nói mặt thằng nhỏ khôi ngô khao khỉnh lắm. Dạ. Thôi để tôi bồng nó vô và cho anh chị coi dạ, nghe. Dạ, dạ. Dạ. Ô, 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 ô. Nâng còn, nâng còn. Ô. Dạ. Ôi trời ơi. Cháu bé ở đây. Anh chị thấy cháu làm sao? Chàng đét ơi, con cái nhà ai mà mặt mũi bảnh quá không? Trời ơi, mặt nó thông minh, sáng sủa quá bà. Bởi vậy vợ Thành thích lắm. Nó thương còn hơn con ruột của mình hả? Dạ. Có một mình à, mà coi một lúc hai đứa như vậy có được không? Dạ, miễn vui là được à chị à. Có điều nó vất vả một chút. Yeah. Phải công nhận là anh giỏi quá đó anh Xui. Yeah, giỏi hơn nhà tôi nhiều. Có gì đâu tối chị. Tối ngày chỉ biết đi đánh cờ với chú Trương Ba thôi. Dạ. Sao bà nói với tôi vậy? Vậy chứ. Không lẽ ở nhà tôi giữ ai? Tôi giữ bà chắc. Giữ tôi thì sao? Dạ, anh với chị Xui vui tính quá. Ngoan, thôi về. Anh chị đã lặn lội tới đây.
Mời anh chị ở lại chơi vài ngày cho nó vui cửa vui nhà. Ý anh chị sao? Dạ, vợ chồng tôi tính ở chơi bữa thôi. Ngày mai chúng tôi xin phép anh xui chúng tôi về. Dạ, nhưng mà anh chị không có còn mọn như tôi đâu. Nôn nóng về làm chi vậy? Nhưng mà có mấy con heo đi như vậy á, phải gửi hàng dạ, xóm heo, không heo, ở dạ. lâu được. Thôi anh xui thông cảm nha. Dạ, thôi dạ. anh chị muốn ở lại bao lâu rồi tùy ý anh chị. Dạ. Nhưng mà tôi được gặp anh chị như vậy là tôi vui lắm rồi. Dạ. Cái mặt nó khô dạ, dạ, quá ông ha, dạ, thấy cưng dạ. ghê. Ngoan con. Trời ơi,